Nốt ruồi ở ngón chân trỏ tốt hay xấu? Nốt ruồi ở ngón chân trỏ thể hiện tính cách chủ sở hữu là người tự do, phóng khoáng, làm việc theo cảm hứng và thường xuyên có những thay đổi trong công việc. Chủ nhân của nốt ruồi trên ngón chân trỏ bên phải có cuộc sống rất yên vui, đầm ấm do tính cách họ thật thà, trọng tình cảm, biết đủ, không tranh giành hay bon chen với xã hội bên ngoài. Nốt ruồi ở ngón chân trỏ bên trái thì báo hiệu chủ sở hữu sẽ có cuộc sống thường xuyên bôn ba thời trẻ. Dù có gặp khó khăn vất vả, kiếm tiền trang trải mỗi ngày thì người này cũng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Với tính cách nỗ lực và ý chí quyết tâm cao, càng về hậu vận cuộc sống họ càng gặp may mắn và khởi sắc.